báo đi, báo cái này chứ đầu trước tôi còn đi làm bàn khác để với lên trực luôn đi. Để lên trực luôn đi. Cắt luôn. Đi để lại nguy hiểm. Cắt.
Trời đất ơi, lãnh đạo làm việc thôi, còn cán bộ là đứng núp hết rồi. Núp hết cái này thì anh Hồng núp rồi chết rồi. Lên đây, làm việc hay cái máy cần trương giải quyết. Cái này luôn à. Thank you.
em mới được, em mới thôi.
Khang Mạnh, Khang Mạnh ơi, bình tĩnh nào. Thank you.
nhà ơi, rất nhiều độc giả thắc mắc là tại sao những cái mái hiên với lại những cái bảng hiệu á, nếu như nằm trên cao mà không lấn chiếm vỉa hè thì tại sao mình lại thực thi như vậy? Phần đất của mình trở về sau là được. Còn ở đây là phần đất của nhà nước và của nhân dân đi lại. Nên các bạn đừng hỏi tôi lần thứ hai cái này nữa nha. Em ơi. Na na na. Phần xương kêu khách cảm rồi. Dạ dạ anh, cho chị lên. Gặp đi phải, đi phải. Dạ, sự phạt. Đồng thời đi đó là tới đây hỏi xe cạp bao nhiêu phút nữa tới.
cho thông báo, cho nhắc nhở một người kiếm tiền
người ta đi, người ta vấp phải và người ta lại chấn thương. Em cũng không đồng ý để người ta như vậy được, vì em không biết em mới làm. Cô đã để một năm rồi, theo lời cô nói một năm rồi. Và em, dạ thật sự em không may trong một năm đó. Nếu em biết là em sẽ không để cái bản này để mình làm sai cái quy định nhà nước đó anh. Cho nên hôm nay anh xuống thì anh phải cho em một cái thời gian là ít nhất, tụi em chưa được thông báo gì hết. Em nhớ nha. Cái đòi hỏi của cô. Thông báo là em. Cái đòi hỏi của cô là phi lý. Không phải à, em không biết. Được, được, còn lấy trật tự gì đâu? Em không làm. Còn đây là tôi bị lập biên bản, đương nhiên nó những ngày gây nguy hiểm cho người khiếm thị, đặc biệt là người khiếm thị phải thao dỡ ngay lập tức nha. Đây là một hành vi lấn chiếm và phải xử phạt nặng, nhớ chưa? Và em chưa? Thấy là em thấy em không tiếp tục được. Anh thấy là nếu như anh thông báo cho cái người doanh nghiệp và anh làm như vậy sai, thấy đồ cao nha, thông báo trước đồ cao, em không nhận thấy được một cái tờ thông báo nào, em không biết gì hết, thì anh lại xuống đây anh gỡ và anh phạt em, thì em thấy cái điều đó là nó hơi không anh. Mấy thống chê cho mẹ. Anh phải cho em biết cái thờ thông báo trước. Ví dụ cơ quan quản lý cái này, tôi thấy như vậy là điều sai. Thật ra em không biết. Nếu em biết em không muốn làm sai quy định của pháp luật của mình ở đây. Cho nên em không biết. Nếu mà em biết em không muốn làm sai đâu anh. Cho nên đồng ý anh nói đúng anh. Anh phải nói đúng. Người khiếm thị người ta đi. Nếu được lời khiếm thị người ta sẽ không biết. Người ta sẽ đi vậy. Bây giờ anh nói em mới biết. Vì em cứ tưởng đâu là em được. Em làm cái giấy phép kinh doanh. Ê thế sao? Thôi thôi đừng nói nhá. Dạ. Thế tại sao cô làm cái bản này ra mãi phải kia luôn? Cô bảo cô không biết mà. Cô xem nhưng không có vi phạm. Thế thì tại sao cô không làm ra mãi ngoài lề đường luôn để cho mọi người nhìn thấy? Thế mà, tiệm của cô mà người ta sẽ vào. Và anh cho là em cũng thấy dưới đây người ta cũng làm hết luôn vậy? Như vậy là được. Các nhà được kia cũng làm hết. Tại không, tự vì em đã thấy cái người sao, ta làm. Tại em sao mình làm ra thế kia? Nếu mà cái này không vi phạm, cô bảo là cô không biết nó là vi phạm. Thế tại sao cô không làm ra tới ngoài đường luôn đi? Đâu có thể để làm như vậy được. Anh tưởng mình làm trong cái phạm. Tự vì vậy nè anh Hải, em có cái đường, em có xin phép cái đường để kinh doanh, để xe vào ngoài đường, em có đóng thuế. Dạ. Anh phải cho em nói chứ anh không, anh nói làm việc anh không nói nhân viên nói. Nói nhiều rồi. Đóng thuế phải cái này. Em ở đâu? Em Bạch Trương. Mấy em đi ra. Ơi. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi.
Thank you.
phường Bến Thành đâu, Phần Dương. À, là địa chính phường Bến Thành. Xác định những cái này. Tôi rất là đồng tin việc dẹp vỉa hè. Bình thường anh đi thì anh có bị cản trở gì không?
Ok, Thanh Hoa tiếp theo mình gặp lại mọi người.